Nhậu say rồi ngủ ngoài đường, nam thanh niên thức dậy tá hỏa khi biết mất thứ quý giá này. Sau tiệc tất niên công ty, thanh niên về cổng phòng trọ nhưng do say xỉn nên không thể mở cửa vào trong. Anh này liền nằm ngủ ngoài đường, ngay trước cửa phòng trọ. Đến lúc thức dậy, anh này không khỏi hoang mang khi mất đi tài sản quý giá. Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên dựng xe máy bên cạnh rồi ngủ ở ngay lề đường. Tiếp đó, có hai thanh niên khác đi xe máy đến. Thấy chìa khóa để trên xe, hai thanh niên này đã lấy trộm xe máy rồi rời đi. Vụ việc được camera an ninh khu phố ghi lại. Theo tờ Công an thành phố Hồ Chí Minh, vụ việc xảy ra vào rạng sáng mùng 7 tháng 1 ở tổ 6, khu phố Tân Long, V, Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Anh NTI, 28 tuổi, quê Cà Mau, cho biết mình là bị hại trong clip. Hôm đó đi tất niên công ty về tới cửa phòng trọ, nhưng do đã say nên không thể mở cửa, vậy là anh nằm ngủ ngay trước phòng trọ. Tới gần 5 giờ sáng, hai thanh niên đi ngang phát hiện xe có cắm chìa khóa nên đã lấy trộm. Cũng theo anh Y, chiếc xe máy được anh mua vào năm 2019 với giá 55 triệu đồng. Sau vụ việc, anh Y đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Trên thực tế, những vụ việc như trường hợp của anh Y đã xảy ra rất nhiều trước đó. Cụ thể, theo pháp luật online T thông tin, nạn nhân Thanh, 37 tuổi, sống ở quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, là một điển hình. Rạng sáng ngày 15 tháng 8 năm 2018, sau cuộc nhậu với bạn, quá say nên anh không dám chạy về nhà. Đậu luôn xe trước số nhà 112 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 chợp mắt. Đang ngủ ngon lành, anh bị lay dậy bảo về công an phường Phạm Ngũ Lão trình báo bị mất xe. Tới phường thì bất ngờ hay tin công an đã bắt được kẻ trộm, lấy lại được chiếc xe của mình.